Bên em thì bài trước hôm qua livestream thì mình đã chia sẻ anh em là cấu trúc thị trường đúng không? Thì tiếp tục hôm nay sẽ đến bài số 3 ha. Bài bài 1 là mình đã chia sẻ về bài 1 là mình đã chia sẻ anh em về vị thế giao dịch đúng không? Đó, bài 2 là mình chia sẻ anh em về cấu trúc thị trường. Thì hôm nay sẽ tiếp tục là về cấu trúc nha anh em. Nhưng mà sẽ là phần 2. Thì nói sơ lại về bài trước, mình đã chia sẻ anh em cách đọc cấu trúc thị trường theo cách mới, đó là đỉnh đáy công nhận đúng không? Khi một cái đỉnh nó quét qua cái gì? Cái IDM. Nó chính là đỉnh công nhận. Sau đó từ cái đáy này nó phá qua cái đỉnh. Từ cái đáy này nè, nó phá qua cái đỉnh đó hả, chúng ta sẽ có đỉnh công nhận nha anh em. Tương tự ngược lại với lại xu hướng giảm, chúng ta sẽ có một cái đáy công nhận, một cái đáy công nhận nè. Và nếu như giá quét qua cái đỉnh gần nhất của nó, chúng ta sẽ có một đáy công nhận ha, gọi là cái IDM gần nhất á. Sau đó từ cái đỉnh này nếu mà nó phá qua cái đáy thì chúng ta sẽ có một cái đỉnh công nhận, thì chúng ta sẽ có gì, một cấu trúc giảm đó. Đó là bài hôm trước mình đã chia sẻ anh em rồi, hôm nay mình chỉ nhắc lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp với cái bài số 3 ngày hôm nay, cấu trúc thị trường phần 2. Thì mình sẽ chia sẻ anh em là làm sao biết thị trường nó chuẩn bị đảo chiều và làm sao biết thị trường nó đã đảo chiều rồi. Đó, nó sẽ có hai phần nha. Đầu tiên đây là một cú trúc tăng, thì làm sao biết được cú trúc tăng này sẽ đảo chiều? Thì cái điều quan trọng nhất để xác định một cái cấu trúc đã đảo chiều á, thì giá nó phải phá được cái đáy công nhận ha. Đây là cú trúc tăng đúng không, thì cái này là đáy công nhận của cú trúc tăng, giá nó phải phá được cái đáy công nhận này thì mình gọi nó là gì anh em? Là chốc, anh em nhớ không? Là chốc không? Chốc, chốc có nghĩa là gì? Thay đổi thuộc tính thôi. Khi mà anh em thấy chốc á, không phải là giá nó đã đảo chiều, nó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường sẽ đảo chiều ha. Để xác định thị trường đã thực sự đảo chiều á, thì giá nó phải tiếp tục tạo ra chúng ta một cái đỉnh đáy công nhận mới kiểu như thế này. Đó. Khi giá nó chốc xong, nó tạo một cái đáy công nhận rồi. Vì sao? Vì nó đã phá qua cái pullback này, đúng chưa? Cái IDM này. Sau đó từ cái đỉnh này nó boss qua cái đáy này. Boss này. Thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc giảm, nghĩa là sẽ có hai quá trình thôi. Quá trình đầu tiên đó là giá phải chốc qua cái đáy công nhận, quá trình số 2 là nó phải tạo một cấu trúc giảm mới, có nghĩa là đây là điều kiện cần ha, điều kiện cần và ở dưới là điều kiện đủ ha. Hai cái này nó sẽ xác định là thị trường sẽ đảo chiều. Thì ở đây á, chúng ta chỉ xét trên một khung thời gian nha. Có thể là ở trên khung 15 nó đã đảo chiều, có thể là trên khung 15 cái này nó là đỉnh, nó là đáy công nhận. Thì khi phá ở đây thì M15 nó đảo chiều, nhưng không có nghĩa là H4 đảo chiều, cũng không có nghĩa là D đảo chiều nha. Tại vì mỗi khung thời gian nó sẽ có một cái câu chuyện khác nhau. Thì khi anh em đánh trong khung thời gian nào, anh em xác định đỉnh đáy công nhận của khung thời gian đó, entry theo những cái điểm vào đó và TP hợp lý. Đó, chứ không phải là M15 đảo chiều xong anh em lại canh bán ở trên khung H4 là không được. M15 đảo chiều thì anh em đánh cái khung M15 thôi, còn có thể M15 nó đang giảm như H4 nó đang tăng, đó là chuyện bình thường nha anh em. Rồi, đó là trường hợp đầu tiên ha. Trường hợp đầu tiên chính là khi giá nó chốc qua, sau đó nó tạo một cái cặp đỉnh đáy công nhận, thì nó xác định đây là một cấu trúc giảm ha. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái trường hợp số 2 là khi giá nó tạo một cấu trúc tăng,
đúng không? Gồm đỉnh đáy không nhận như bình thường ha. Đây là đỉnh không nhận. Còn đây là đáy không nhận. Đó. Trường hợp số 2 là giá nó, trường hợp này mình rất thích ha, là giá nó tạo ra một cái cấu trúc giảm trước khi nó chốc rồi. Có nghĩa là trước khi nó chốc nó tạo một cấu trúc giảm. Mình giả thử như thế này. Đây là đáy công nhận đúng không? Vì nó đã quét qua cái IDM này. Sau đó đây là đỉnh công nhận. Vì nó đã phá qua cái đáy công nhận này. Bót đúng không? Thì tại cái thời điểm này nè, giá chưa đảo chiều đúng không? Giá chưa đảo chiều tại vì điều kiện mà cần giá nó phải phá qua cái đáy này á, thì thị trường mới đảo chiều. Nhưng giả sử như, giả sử ha, giả sử như nó thực sự chốc qua đi, thì ở đây á, chúng ta không cần phải tiếp tục, tức là chúng ta không cần giá phải tiếp tục tạo một cặp đỉnh đáy công nhận mới nữa, mà tại cái thời điểm giá chốc này thôi là mình đã khẳng định thị trường đảo chiều rồi. Có nghĩa là nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là giá tạo được cấu trúc trước khi chốc, và một trường hợp là giá không tạo được cấu trúc trước khi chốc. Thì nếu như giá không tạo được cấu trúc trước khi chốc thì anh em phải chờ giá tiếp tục tạo một cấu trúc giảm mới. Còn trong trường hợp này giá đã tạo được một cấu trúc giảm rồi, cho nên là khi nó chốc qua đây thôi thì chúng ta đã có cơ hội, là chúng ta đã xác định được thị trường đảo chiều rồi. Đó. Thì khi mà nó như thế này anh em hoàn toàn có thể, ví dụ như nó chưa chốc đi, anh em vẫn hoàn toàn có thể tìm một cái entry để anh em bán xuống rồi. Đó. Anh em như vậy anh em bán xuống không? Anh em bán từ cái cực trị của cái cấu trúc này. Đó. Đây là cái, giả sử đây là cái supply ha. Đó, anh em bán từ đây bán xuống, và TB anh em ở đâu? TB anh em là trước khi giá nó chạm cái đáy công nhận này của cấu trúc tăng, lỡ như nó chạm đây nó tăng lên nó phá này thì sao? Chúng ta không biết được nha anh em. Cho nên là chúng ta sẽ TB ở đây. Nhưng nếu giá nó chốc ở đây luôn thì chúng ta có một cái cấu trúc giảm, thì chúng ta sẽ tiếp tục follow theo cấu trúc giảm này và chúng ta bán tiếp. Bán tiếp rồi. Rồi, thì đó là hai trường hợp khi nào thị trường đảo chiều ha. Anh em phải nắm rõ hai cái này, nó sẽ có hai cái cách khác nhau. Ở đây mình nói con IG nha. Đây. Đây là giới thiệu đầu tiên, mình lấy rồi con IG trước, mình sẽ cho anh em xem. Rất là từ đầu nha. Đây có phải là đỉnh công nhận không? Đúng chưa? Vì nó quét qua cái IDM này. Đó. Sau đó, đây là cái đáy công nhận. Vì nó phá qua cái đỉnh này. Đúng chưa? Tạm bóp nè. Đó. Thì sao anh em? Thì ngày hôm qua khi mà mình post lên trên channel thì mình thấy là giá nó vừa chọn cái râu qua khỏi cái đáy này nè, nó chọn qua khỏi cái đáy công nhận này nhưng mà nó không đóng thân dưới, thì mình xem đây là một cái stopping. Thì mình có một cái kèo buy lên ở trong nhóm á, anh em nào ở trong nhóm của mình thì biết cái kèo buy này ha, cái kèo buy SL ở dưới đây và TB lên trên đạt tỷ lệ là 3R như thế này. Sau đó như thế nào, giá là tiếp tục nè, giá tiếp tục tăng lên đúng không, và bây giờ nó lại đi xuống và nó phá hẳn qua khỏi cái đáy luôn. Đó, lúc này mới khẳng định là chốc đúng không, khi giá đóng thân nè, đóng những cái nến full thân xuống khỏi cái đáy này thì mới là chốc. Rồi, vậy thì câu hỏi ở đây là thị trường đảo chiều hay chưa, con IG đảo chiều chưa? Thì IG này nó vẫn chưa đảo chiều đúng không? Tại vì mình nói anh em là nó có hai trường hợp để mình đảo chiều. Trường hợp đầu tiên á là giá nó phải chốc qua, sau đó nó tạo một cấu trúc giảm tiếp tục, đó thì nó mới đảo chiều. Còn trường hợp thứ hai á là nó phải tạo một cấu trúc giảm trước khi nó chốc thì nó mới đảo chiều. Nhưng mà ở đây á, cả hai trường hợp đều chưa xảy ra. Trường hợp mà giá chốc
đúng không, giá chấp nè, nhưng mà nó cũng chưa tạo một cú chốt giảm mới, nghĩa là chưa đảo chiều, và ở cái trước khi nó chốc đó, nó cũng không tạo một cú chốt giảm luôn, nó chỉ tạo một sóng giảm thôi, thì ở đây IG cũng chưa đảo chiều luôn. Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây IG nó vẫn đang là một cú chốt tăng nha anh em, nó chưa chuyển sang giảm nha. Dấu hiệu chốc này chỉ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường cho thấy là cấu trúc tăng nó đang yếu dần thôi, chứ nó chưa khẳng định là cấu trúc giảm đã hình thành đó. Đây là trường hợp đầu tiên trong các cú flash card ha, là thị trường là cấu trúc chưa đảo chiều ở trường hợp đầu tiên đó. Rồi thì ở đây anh em cũng hiểu rồi đúng không? Còn IU nè, coi IU thì hôm trước mình cũng phân tích với anh em ở trong cái phiên livestream ngày hôm qua nè. Thì trong phiên livestream ngày hôm qua mình có nói anh em là EU đang nằm trong một cấu trúc giảm đúng không? Tại vì đây chính là cái IDM nè. Đó. Thì có phải là giá nó quét IDM không? Sau đó từ cái đỉnh này, nè, nó phá khỏi cái đáy này, nó hình thành gì anh em? Hình thành một cái cấu trúc giảm đúng không? Thì trong cấu trúc giảm á, trong cấu trúc giảm này mình nói anh em là sẽ có hai cái điểm để sell, có phải là ở đây không? Chính là cái OB này, cái OB này chính là cái OB đang giữ cấu trúc giảm này. Trong một cấu trúc giảm sẽ có hai vùng để bán đúng không? Đầu tiên là cái OB, hai là cái cực trị. Đó. Supply zone, cực trị. Thì giá hôm qua nó chạm đúng cái OB này, nó đi xuống rồi. Thì anh em nào mà không bắt được cái kèo sell ở đây, anh em phải chờ CE. Thì trong khung M15 á, nó đã tạo chốc nè. Đó. Thì trong khung 15 đảo chốc rồi, anh em hoàn toàn có thể canh bán tiếp tục theo cái cấu trúc giảm này. Thì trong cái khung 15 này mình thấy một cái vùng supply anh em có thể canh bán nè. Đó. Đó là xong với con EU ha. Thì mình đã chia sẻ anh em về cách đọc cấu trúc thị trường và làm sao biết thị trường chuẩn bị đảo chiều. Có hai trường hợp thị trường đảo chiều rồi, thì anh em áp dụng nó vào trong trading và trong cách đọc chart của anh em, để anh em có thêm góc nhìn nó chuẩn hơn về khi nào thị trường đảo chiều ha. Chốc không phải là thị trường đảo chiều, chốc chỉ là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều thôi. Còn để khẳng định nó đảo chiều hay không, cần phải có thêm một nhịp đảo cấu trúc giảm nữa, hoặc là nó phải tạo cấu trúc giảm trước khi nó chốc. Đó, thì em lưu ý hai cái vấn đề này, hai trường hợp này nó khác nhau nha. Rồi, thì đó là bài của ngày hôm nay, là bài số 3, cấu trúc thị trường trong cái chuỗi series SMC này.